Xin chào quý vị anh chị và các bạn Chào mừng quý cô bác anh chị đến với video tiếp theo của mình Trong video ngày hôm nay mình chia sẻ một cái câu chuyện Mà có lẽ những ngày vừa qua rất nhiều quý cô bác anh chị quan tâm Đó là một Việt Kiều Mỹ đã bị bắt bởi công an phường Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh Khi người này có hành vi mua bán thẻ thường trú nhân Tức là thẻ xanh của mình Theo thông báo từ Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 5 thì người này cung cấp thông tin sai sự thật về việc mất thẻ xanh của mình cho công an ở thành phố Hồ Chí Minh để được công an cấp đơn cớ mất. Người này sau đó dùng đơn được cấp lộp kèm theo hồ sơ xin giấy phép nhập cảnh một lần cho tổng lãnh sự quán để có thể quay về Mỹ. Tổng lãnh sự quán đã thông báo cho công an phường Bến Nghé về sự việc và người này đã bị bắt giữ ngay sau đó. Theo tìm hiểu của phóng viên thì người này bị nghi làm giả vụ mất thẻ xanh để bán thẻ xanh của mình cho người khác. Các bên đang tiếp tục điều tra sự việc này. Theo Tổng lãnh sự quán, giả mạo lý do mất thẻ xanh hoặc không cung cấp thông tin trung thực cho lãnh sự Mỹ hoặc viên chức thực thi pháp luật liên bang là một hành vi vi phạm tội nghiêm trọng. Điều này có thể ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của chính cá nhân đó chúng tôi khuyến cáo tất cả các thường trú nhân giữ gìn cẩn thận thẻ xanh của mình cất giữ thẻ ở nơi an toàn và khuyến nghị sử dụng các loại giấy tờ tùy thân khác chẳng hạn như bằng lái xe mỹ hoặc căn cước công dân chứng minh nhân dân việt nam tổng lãnh sự quán mỹ cho biết ngoài ra phía mỹ cũng lưu ý tất cả các đương đơn muốn đến mỹ phải luôn xuất trình các giấy tờ hợp lệ và không qua chỉnh sửa những đương đơn lộp tài liệu giả mạo có thể bị cấm nhập cảnh Mỹ vĩnh viễn. Tổng lãnh sự quán cũng khẳng định mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển giữa lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam và Mỹ tiếp tục giúp họ đạt được một trong những mục tiêu hàng đầu, trong đó là thúc đẩy việc đi lại hợp pháp tới Mỹ. Quý vị, anh chị và các bạn cũng vừa được nghe một cái bản tin trong video ngày hôm nay thực sự đây là một lần đầu tiên mình cũng nghe đến cái vấn đề mua bán thẻ xanh như quý vị và có lẽ đây cũng là một cái đường dây mới bởi vì thực sự cái giấc mơ Mỹ làm người ta bất chấp mọi thủ đoạn để có thể qua đó như quý vị ví dụ như là có những con đường qua đó như là đầu tư như là học hành như là hôn nhân như là vân vân và vân vân nhưng những cái con đường đó thì nó phải tốn rất nhiều thời gian cũng như chi phí và tiền bạc và bây giờ rất nhiều đối tượng người ta cũng lợi dụng vào những cái kẽ hở của pháp luật mỹ và người ta muốn qua đó như quý vị thực sự thì rất là buồn trong cái câu chuyện video ngày hôm nay bởi vì có thể có cầu thì chắc chắn sẽ có cung và sau khi bắt được người này có thể là sẽ khai ra một đường dây nào đó thì lúc đó sẽ rất là rắc rối vì nhiều người người ta có nhu cầu đi qua đó nhưng lại không muốn tốn tiền hoặc không muốn mất một cái điều gì đó chỉ muốn qua nhanh thì như vậy cũng rất là khó khăn nói chung là cái gì nhanh quá thì cũng rất là nguy hiểm nếu như muốn qua đó thì có thể mình kết hôn với những người bản địa ở đó hoặc là kiếm những anh việt kiều nào đó kết hôn để mình có thể qua đó và những cái vụ kết hôn nữa nhắc đến kết hôn thì cũng có thể nhắc đến những cái vụ kết hôn giả chẳng hạn quý vị cũng đã biết đó là rất là nhiều các cái người kết hôn giả sau đó cũng bị phát hiện và bị trục xuất vĩnh viễn. Nên cái giấc mơ Mỹ thì nói chung làm sao mình thực hiện thì cũng phải bằng con đường đàng hoàng chứ còn đi những cái con đường tắt như thế này thì nếu như bị phát hiện chắc chắn là sẽ bị trục xuất về Việt Nam. Và khi trục xuất về Việt Nam thì không bao giờ có cơ hội quay trở lại Mỹ nha quý vị. Nói đến cái vấn đề trục xuất nhiều người thì cũng có thể hiểu rằng như thế này. Qua bên đó rồi, sau đó ở bên đó rồi có thể vi phạm một cái luật gì đó chẳng hạn trong vòng 10 năm về trước, 20 năm về trước, nhưng mà khi người ta kiểm tra lại hồ sơ, người ta phát hiện là anh đã từng vi phạm và người ta có thể trục xuất anh về bất cứ lúc nào. Nên cái quan trọng là cái luật pháp nước Mỹ họ đưa ra cũng rất là nghiêm ngặt. Khi mà quý cô bác anh chị ở đó là ăn tốt thì không sao nhưng chẳng may phạm pháp thì dẫn đến những cái vấn đề bị trục xuất và có thể bị phạt tiền rất là nặng nề như quý vị nên trong video ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho quý cô bác anh chị một cái thông tin như vậy để quý vị anh chị và các bạn có thể nắm rõ các cái thông tin còn lại thì không biết quý vị sau khi nghe xong được cái câu chuyện này quý vị đã từng hình dung ra nó chưa và có lẽ rất là nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi nếu như mà thẻ xanh của anh này mà bán được cho người khác mà người khác dùng như vậy thì làm sao có thể qua được các cơ quan chức năng nói chung cái gì thì cái khi mà người ta đã xác định phạm luật chẳng hạn người ta sẽ tìm mọi cách mọi kẽ hở để có thể uh, vượt qua được những cái uh, rào cản hoặc là vượt qua được những cái uh, cơ quan chức năng như quý vị bởi vì những cái người ở trong bóng tối thì bao giờ người ta cũng sẽ nhìn được ra ngoài sáng chứ còn những người ở ngoài sáng thì làm sao mà nhìn ra được trong bóng tối đúng không? Ví dụ như là quý cô bác anh chị khóa một cái cửa chẳng hạn. Người bán khóa nói rằng cái khóa này rất là chắc chắn và cứ về khóa cửa đi. Nhưng chỉ vài hôm sau tên trộm đã tìm cách mở được cái khóa đó rất là nhanh. Hoặc là như các cái khóa xe máy ở Việt Nam chẳng hạn, những cái tên trộm xe máy chẳng hạn, họ chỉ cần 3 giây thôi là đã mở được những cái khóa đấy rồi nên quý cô bác anh chị cũng hết sức lưu ý bởi vì tình trạng này có thể sau thời gian nữa sẽ diễn ra liên tục và thường xuyên và những cái đối tượng nó sẽ tìm những cái cách để làm sao lách luật nhiều nhất có thể như quý vị còn mình thì cũng chia sẻ cho quý cô bác anh chị là làm sao đi thì cũng tìm những cái con đường chính thống mà đi thôi chứ còn đừng đi những cái con đường tắt như thế này để đến lúc ân hận cũng không kịp như quý vị vì uh, có những người đấy kết hôn giả, sau đó là qua bên đó rồi gặp phải những đối tượng kết hôn giả không tốt chẳng hạn, người ta lợi dụng vào cái vấn đề uh, mình kết hôn giả, sau đó người ta bắt uh, tiền thêm này, rồi uh, bắt làm vợ này, rồi uh, vân vân và vân vân. Nói chung, khi mà mình đã có một cái điểm yếu gì thì mình sẽ lúc nào cũng uh, sống trong sợ hãi, sống trong lo sợ như quý vị. Còn cứ đàng hoàng, chính chính thì chẳng có vấn đề gì phải sợ cả. Hoặc là như những uh, em du học sinh chẳng hạn, có lần mình chia sẻ một cái bài viết của hai bạn du học sinh khi mà muốn qua Mỹ định cư bằng con đường học hành và phải mất 8 năm trời để có thể là lấy được cái thẻ xanh ở bên Mỹ nha quý vị. Và con đường học hành là con đường có thể là vất vả nhất bởi vì học nó phải hơn người này phải hơn những người bản địa này Phải tìm kiếm được những cái công việc ở bên đó để có thể nuôi sống bản thân Để có thể duy trì cuộc sống và tiếp tục học Sau đó là tìm kiếm các cái công việc ở đó Bao giờ thì người ta cũng ưu tiên người bản địa trước Sau đó là mới ưu tiên những người nhập cư Mà những người nhập cư trừ khi là phải có một năng lực giỏi hơn người Hoặc là hơn người bản địa Thì lúc đó người ta mới nhận như quý vị và những cái bạn du học sinh này cũng chia sẻ lại rằng bạn ấy phải lộp hơn 200 công ty chỉ mới có 3 công ty gọi đến phỏng vấn thôi, mới xin được việc làm tạm thời chứ còn cũng chưa phải là chính thức. Và sau khi ra trường thì cũng phải lộp hồ sơ rất là nhiều, rồi người ta phải xem bảng điểm, rồi xem quá trình học tập, rồi xem các cái ở trong gọi là thời gian sống ở đây xem có vi phạm pháp luật gì hay không vì ở nước ngoài thì có một cái điểm mình thấy cũng rất là hay, đó là khi mà một người vi phạm pháp luật thì người ta sẽ bị ghi vào hồ sơ, sau đó là đi đến đâu người ta cũng sẽ biết là anh này đã từng vi phạm pháp luật hoặc là anh này làm ở công ty này mắc những cái lỗi gì, bị đuổi việc rồi vân vân và vân vân. Nói chung là người ta tất cả mọi thứ thì cũng hướng đến những cái điều tốt đẹp thôi, nhưng mà khi phạm phải sai lầm thì chắc chắn sẽ phải trả giá như quý vị thì video hôm nay mình chỉ có một chút thông tin muốn chia sẻ dành cho quý cô bác anh chị là như vậy không biết quý cô bác anh chị có những cái ý kiến hoặc là những cái đóng góp gì không thì hãy để lại comment bên dưới video mình xin phép tạm dừng tại đây chúc quý cô bác anh chị gặp thật nhiều sức khỏe xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau